Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 180 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 180 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói lúc bấy giờ nhắc đến ba người Diệp Húc đang ở trong thiên phần. Phó Tiên Lai và Phong Thủy Vân lúc bấy giờ mặt ủ mày trâu, thực lực của bọn họ là có hạn mà ma thần nhục thân không thể hư tổn, muốn rút ra thể kim khí trong thể nội ma thần xác thực là không có khả năng. Diệp Húc khẽ nhíu mày, quanh thân ma thần quấn một mảnh dài hẹp đại đạo ngưng tụ mà thành đạo vận, so với bên trong đạo môn của Mang Gia lão tổ trào ra đạo vận muốn thua to không biết gấp bao nhiêu lần, mạnh mẽ vô cùng, rất khó luyện hóa. Đạo vận của hắn thậm chí so với đạo vận trên tổ binh còn muốn thô, còn muốn có hình dáng hơn. Có thể thấy được sinh tiền thực lực của người này nhất định không đơn giản. Ở bên trong vu tổ cũng là một nhân vật cao tầng. Muốn phá vỡ nhục thân bất hoại của hắn, đầu tiên phải đối phó với đạo vận này. Bọn họ bất luận kẻ nào đều không có loại thực lực này. Bên trong thiên phần sinh ra ma thần, trời sinh mạnh mẽ, nhất là thân thể là từ thiên giới thần kim bên trong dưỡng dục mật thành. Trời sinh đó là tài liệu luyện chế loại bảo vật cao đẳng. Những ma thần này sau khi sinh ra liền có đại thần thông, ngày đêm rèn luyện thân thể, nhục thể của bọn hắn rất là mạnh, đuổi kịp thần vương. Mặc dù có chút kém hơn cũng không khác nhau là mấy. Xem ra đành phải trước tiên tiêu diệt cỗ ý chí bất khuất của hắn, đem cỗ ma thần nhục thân này luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Húc đánh giá bốn phía, chỉ thấy trong thiên phần một mảnh hoang vắng, nhưng đều không phải là không có sinh vật. Ở chỗ sâu trong thiên phần loáng thoáng chuyển đến rung động mạnh mẽ, ở bên trong thời không xa xôi ngẫu nhiên chuyển đến khí tức vô cùng khủng bố, mạnh mẽ có thể so với vũ tổ được. Nếu là có thể đem cỗ ma thần này luyện thành thân ngoại hóa thân, ở bên trong thiên phần có thể có chút bảo đảm an toàn rồi. Diệp Húc đột nhiên đem Hạo Thiên Khuyển thả ra, khoanh chân ngồi trên thân đại cẩu, bảo Hạo Thiên Khuyển lưng mang ba người đi vào sâu trong thiên phần. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong ngọc lâu từng tòa như ngọn núi nhỏ thần liệu đều bay ra. Trong đó thậm chí đủ loại thiên giới thần kim cực kỳ cao đẳng, tỉ như Viêm Thiên Huyền Kim, Dương Thiên Thần Kim, Huyền Anh Âm Thiết. Số thần liệu này hoàn toàn có thể luyện chế tổ binh. Hắn một đạo xích minh ấn triển khai, hóa thành xích minh cùng Dương Thiên, giống như một tòa thiên địa hồng lô, đem thần kim thần liệu này trước hết thải bỏ vào bên trong xích minh cùng Dương Thiên, đem thần liệu đốt tan ra. Chỉ thấy đủ loại thần liệu thần kim hóa thành đồng nước, nước thép. Diệp Húc triển khai Thái Hoàng Ấn, cuồn cuộn nổi lên vô số thần kim thần liệu, hóa đạo văn, đạo ngân bỏ vào Diên La Thiên Địa Tháp tầng thứ nhất, đem bảo tháp tầng thứ nhất trùng luyện chế. Hắn nguyên bản rèn Diên La Thiên Địa Tháp tài liệu dùng mặc dù không tệ, nhưng so sánh với thiên giới thần liệu còn kém xa. Nay luyện chế lại, thế tất có thể đem uy năng của Diên La Thiên Địa Tháp tăng lên thật lớn. Bảo tháp tầng thứ nhất trùng luyện chế hoàn thành, lạc ấn trên Thái Hoàng, Hoàng Tàng Thiên, đủ loại đạo văn, đạo ngân. Diệp Húc cảm thấy uy năng Diên La Thiên Địa Tháp ước chừng tăng lên gấp đôi. Trong lòng của hắn không khỏi mừng rỡ, biết mình không có đoán sai, lập tức đạo ấn pháp thứ hai triển khai, cũng là Ngọc Hoàn Ấn, hóa thành Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ thấy bên trong thần liệu đủ loại tiên ngọc bay lên, bị hắn bỏ vào bảo tháp tầng thứ hai, uy năng Di La Thiên Địa Tháp lại tăng lên gấp đôi. Phong huynh, phó huynh, lần này đi vào trong thiên phần nguy hiểm trùng trùng, không bằng đem thánh bảo của các người chú luyện một phen, cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Diệp Húc đề nghị nói. Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai liếc nhau cười nói, đang muốn mượn tay Diệp huynh giúp chúng ta luyện chế thánh bảo. Thánh bảo của Phong Thủy Vân tên là Tạo Hóa Kim Điệp, hình dạng như quyển sách chia làm hơn 10 trang, cả kiện như ngọc. Mà còn lại thánh bảo của Phó Tiên Lai là một tòa thánh nghiên thần phủ, đồng dạng cũng cực kỳ xuất chúng. Bất quá thánh bảo của hai người đều là tự mình luyện chế mà thành, uy lực tuy mạnh nhưng đối phó với cao thủ đồng cảnh giới so ra có chút kém cỏi. Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai ở bên trong tiểu nguyên giới cũng thu hoạch nhiều thần liệu.
Võ Tương Lai tuy rằng bị Diệp Húc cướp sạch một bộ phận thần liệu, nhưng hắn xử lý Nguyên Đạo Thái cũng có đại thu hoạch. Giờ phút này đây, hai người mượn dùng Xích Minh Ấn của Diệp Húc tế luyện thánh bảo của từng người, đem đủ loại thần liệu dung nhập bên trong thánh bảo. Chỉ thấy Tạo Hóa Kim Điệp cùng Thanh Niên Thần Phủ phía trên khắc đủ loại đạo văn đạo ngân, uy năng tăng gấp bội, tăng mạnh so với trước. Thánh bảo của hai người bọn họ sau khi tế luyện xong, Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc vẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công. Diệp Húc đem Thanh Minh Hà, Thiên Thanh Minh Ấn cùng Huyền Thai Bình Dục Thiên, Huyền Thai Ấn đánh vào bảo tháp, uy năng Di La Thiên Địa Tháp lần nữa tăng lên gấp đôi, uy năng tăng mạnh, cơ hồ đạt tới thánh bảo đỉnh phong, tản mát ra uy năng cơ hồ có thể cùng Diệp Húc so sánh. Uy năng tỏa bảo tháp này tương đương với một Diệp Húc khác, uy lực mạnh mẽ khiến cho Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai đều âm thầm kinh hãi. Nếu như tòa bảo tháp này của Diệp huynh luyện chế lại một lần nữa đến tầng 17 tầng, uy lực chỉ sợ đủ để so với tổ binh rồi. Diệp Húc đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế đến tầng thứ 5 thì đột nhiên nao nao, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn liên tục luyện chế 5 tầng bảo tháp, thần liệu thần kim trong tay lại hết thảy tiêu hao sạch sẽ, không còn lại nửa điểm. Tòa bảo tháp này tiêu hao tài liệu thật sự là quá nhiều, ta ở trong tiểu nguyên giới giết nhiều thần thánh, thần hoàng, thánh hoàng như vậy, lại vẫn không đủ thần liệu luyện chế Di La Thiên Địa Tháp. Luyện chế thánh bảo cần đánh vào đạo văn, đạo ngân tương ứng. Diệp Húc giờ phút này đã có đủ thực lực đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế thành thánh bảo, bất quá cũng không đủ số thần liệu để cho bảo tháp tấn chức. Nay tòa bảo tháp này chỉ tương đương với thánh bảo bán thành phẩm. Cố gia tổ binh, đi ra cho ta! Diệp Húc trầm giọng quát lớn, đột nhiên đem tổ binh của Cố gia từ trong ngọc lâu phóng thích ra ngoài. Hắn sau khi tru diệt tất cả Cố gia đệ tử, Cố gia tổ binh liền biến thành vật vô chủ, bị hắn ung dung thu lấy, vẫn cất trong ngọc lâu, không rảnh tế luyện. Mặc dù là cùng mang ra lão tổ đánh nhau, cũng chưa từng xuất ra món bảo vật này. Đây là một tổ binh hình dáng như chiếc ô, một khi tế lên, đại ô mở ra, đạo vận lưu chuyển, công phòng nhất thể, rất lợi hại. Bất quá uy lực của Cố gia tổ binh xa xa không bằng ma thần thi thân, chỉ cần là ma thần thi thân tản mắt ra đạo vận, liền muốn thô to hơn xa gấp trăm lần so với Cố gia tổ binh đạo vận. Hơn nữa, đạo vận của Cố gia tổ binh cũng không nhiều lắm, chỉ có trên dưới 100 cái, mà trên ma thần thi thân, đạo vận chi chít, lấy ngàn mà tính. Có thể thấy được, vị ma thần này sinh tiền mạnh mẽ đến trình độ loại nào. Huyền Thái Ấn, Thanh Minh Ấn, Quán Minh Đoan Tĩnh Ấn. Diệp Húc liên tục xuất ra ba đạo ấn pháp, thân kết huyền thai, ý nghĩ thanh minh, mắt sáng như đuốc, quanh thân có một loại vô thượng uy nghiêm, giống như đế quân lâm thế, hướng tổ binh của Cố gia nhìn lại. Ba đạo ấn pháp ra thành, nhất là Quan Minh Đoan Tinh Ấn, loại ấn pháp này triển khai đủ loại đạo vận của Cố gia tổ binh, hắn thấy rõ trong mắt, không có chút nào bí mật đáng để nói. Những đạo vận này dính đến tin tức đã vượt qua phạm vi thánh hoàng có thể lý giải, nhưng hắn dùng ba loại ấn pháp gia trì bản thân, đem những đạo lý bên trong đạo vận này nhìn thấy rõ ràng, dễ dàng liền xem xét thấu triệt cấu tạo của Cố gia tổ binh, thậm chí ngay cả chế tạo kiện tổ binh này của vị vu tổ kia, tâm pháp tu luyện khi còn sống cũng bị hắn suy diễn được 7-8 phần. Chỉ cần Diệp Húc nguyện ý, thậm chí có thể hoàn toàn phục hồi như cũ tâm pháp của Cố gia. Bất quá, Diệp Húc lấy ba đạo ấn pháp gia trì, nhìn vào ma thần thi thân, liền cảm giác được trên thi thân quấn quanh đạo vận rất thâm ảo khó hiểu. Hẳn là so với đạo vận trên Cố gia tổ binh mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Lên! Rồi hắn đột nhiên tế lên Di La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy uy lực bảo tháp mênh mông rút ra bên trong Cố gia tổ binh một mảnh dài hẹp đạo vận dung nhập vào trong bảo tháp. Hắn đã đem tất cả đạo lý Cố gia tổ binh ẩn chứa đều lĩnh ngộ trong lòng, giờ phút này dễ dàng liền phân giải kiện tổ binh này. Diệp huynh, làm cái gì vậy? Phong Tùy Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một kiện bảo tán mở ra, cả trăm đạo vận lưu chuyển, mà ở trên không bảo tán tức thì đứng vững một tòa tháp 17 tầng, không ngừng rút đạo vận bên trong bảo tán hút vào trong tháp. Phó Tiên Lai sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: chẳng lẽ Diệp huynh muốn phân giải tổ binh của Cố gia dung nhập vào trong tháp ư? Tăng uy lực của bảo tháp lên sao? Hành động lần này quá mạo hiểm, nếu là kinh động chân linh trong bảo tháp, kiện tổ binh này phản vệ, uy lực có thể so với một kích toàn lực của tổ binh, dễ dàng có thể tru diệt vô địch thánh hoàng như là lão tổ mang ra vậy. Phong Thủy Vân cũng không khỏi khẩn trương, vội vàng tới lên tạo hóa kim điệp. Kim điệp lơ lửng xuất hiện tại trên không trung tạo hóa đạo môn, ào ào mà mở ra, hạ xuống đạo văn đạo ngân bảo vệ Diệp Húc. Phó Tiên Lai cũng phập phồng đạo môn, thúc giục Thanh Niên Thần Phủ gia trì quanh thân Diệp Húc, phòng ngừa vạn nhất. Phong huynh, Phó huynh, các ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, ta tự có diệu kế có thể chạm sát chân linh Cố gia tổ binh.
Diệp Húc mỉm cười, rồi đột nhiên một đạo Thái Hoàng ấn hướng đầu lâu ma thần nhục thân bổ tới, miệng quát lớn: "Mở!" Ma thần nhục thân nguyên bản có 4 đầu, bất quá bị người ta chém một cái, chỉ còn lại có 3 đầu. Diệp Húc dùng Thái Hoàng ấn giống như khai thiên nhất phù bổ xuống, chỉ thấy mi tâm trên đầu lâu đột nhiên mở ra. Di La Thiên Địa Tháp cùng Cố Gia Tù Binh gào thét nhảy vào trong mi tâm đầu lâu này, biến mất không thấy gì nữa. "Chúng ta cũng đi vào." Thân hình Diệp Húc nhanh chóng thu nhỏ lại, nhảy vào trong mi tâm đầu lâu. Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai liếc nhìn nhau, vội vàng cũng theo sát tiến vào bên trong đó. Bọn họ vừa mới chui vào mi tâm ma thần, đột nhiên hai mắt sáng sủa, trở nên vô cùng trống trải, cũng là tiến vào trong tử phủ không gian của ma thần. Vô luận nhân thần ma yêu, tử phủ đều cực kỳ thần bí, trong đó chứa thần hồn, thần thức cùng ý chí của vu sĩ. Ma thần này, thần hồn cùng thần nhìn hướng Diệp Húc, nhai răng cười nói: "Luân hồi pháp vương, ngươi rốt cục cũng xuất hiện." Hắn cất tiếng cười to, đột nhiên hướng ba người Diệp Húc đánh tới. "Luân hồi pháp vương, ta bại, thế nhưng không cam lòng, chúng ta lại đến đại chiến một hồi." "Không xong rồi." Diệp Húc trong lòng cả kinh, kế hoạch không theo kịp biến hóa, bọn họ mới vừa tiến vào tử phủ, không nghĩ tới liền kinh động luồng ý chí bất khuất của ma thần này, căn bản không cho hắn thời gian để thong dong bố trí. "Luân hồi pháp vương là ai vậy?" Phong Tùy Vân ý thức mông lung, chỉ thấy cỗ ý chí ma thần đánh tới, vội vàng cao giọng lên tiếng: "Vị đại huynh này, chúng ta thật không phải là luân hồi pháp vương mà." Cỗ ý chí của ma thần căn bản không thèm để ý, một cước dẫm đạp hư không hướng ba người dẫm đến. Hắn nhe răng cười nói: "Luân hồi pháp vương, chết đi!" Diệp Húc không nói được một lời, đột nhiên đem tổ binh Cố Gia tế lên, đón nhận đại cước này, lập tức kéo hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Tổ binh Cố Gia thừa nhận áp lực khôn cùng, đại ô răng rắc đầy vết rách, kiện tổ binh này thiếu chút nữa bị đại cước của ma thần đạp nát. Đột nhiên chợt kiện đại ô chấn động mạnh một cái, hiện ra một thân hình dáng vẻ cổ xưa, giống như một vị huyền môn đạo tổ, âm thanh lạnh lùng nói: "Là yêu nghiệt nào dám can đảm phá hủy bảo vật của ta vậy?" Kiện đại ô này nhanh chóng xoay tròn, đạo vận trong ô vọt lên, gào thét đón nhận cỗ ý chí của ma thần. Dầm một tiếng, vô cùng vô lượng quang mang nở rộ, đột nhiên bùng nổ. Tử phủ không gian của ma thần khó tiếp tục thừa nhận một kích của hai tồn tại vô cùng mạnh mẽ, oanh vang ầm ầm sụp đổ, đem ba người Diệp Húc hết thể đánh bay. Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai bị sóng khí mênh mông chấn cho hộc máu, trong lòng dị thường khiếp sợ. Phó Tiên Lai hộc máu nói: "Diệp huynh, đây là diệu kế của ngươi sao?" "Kế hoạch có biến." Diệp Húc lúng túng nói. Tu vi thực lực của hắn viễn siêu hơn hai người Phong Phó, thế nhưng là bị hai tồn tại vô cùng mạnh mẽ chấn làm cho khí huyết rơi trào, bất quá không có bị thương. Chỉ thấy giữa không trung Cố Gia Tổ Minh ầm ầm dập nát, bên trong ô thân hình vị huyền môn đạo tổ kia trở nên tơi tả, suy nhược đến không chịu nổi. Mà cỗ ý chí của ma thần kia cũng bị đạo vận bên trong bảo tán cắt cho mình đầy thương tích, tám chân bị chặt đứt 7 cái, tám tay bị đánh nát 6, còn lại một cái bị bẻ gãy, thân hình chi chít vết rách tựa hồ tùy thời có khả năng vỡ nát, thực lực chỉ còn lại có 1%, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Tuy rằng kế hoạch có biến, thế nhưng hiệu quả lại không sai biệt lắm. Động thủ! Diệp Húc đột nhiên vươn người đứng dậy, Di La Thiên Địa Tháp gào thét bay ra, bao phủ ở trên không chân linh của Cố Gia Tổ Binh. Diệp Húc thân hình vừa động, đứng trên bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp bay lên cao chấn áp xuống, chấn vỡ chân linh của Cố Gia Tổ Binh. Oanh một tiếng nổ, hóa thân vu tổ này đương trường nổ tung, tung trào tu vi như biển tuôn ra khắp nơi. Cùng lúc đấy, Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai hai người cũng nhất tề động thủ, hướng cỗ ma thần ý chí kia đánh tới. Chỉ thấy hai tòa đạo môn bay lên không, tạo hóa kim điệp cùng thanh niên thần phủ uy năng minh mông cuồn cuộn, nhất tề hướng ma thần ý chí mà áp chế. "Luân hồi pháp vương, người giết không được ta đâu." Hai tòa đạo môn cùng hai kiện thánh bảo đánh xuống, nhất tề đánh trên một đầu của ma thần ý chí, nhất thời đem cái đầu kia đánh nát. Chỉ thấy ma thần ý chí bị thương, giận dữ giống giận, vươn tay vỗ ra. Tạo hóa đạo môn cùng thanh niên thần môn ầm ầm vỡ nát, đạo môn đạo ngân tràn ngập khắp nơi. Răng rắc răng rắc, tạo hóa kim điệp cùng thanh niên thần phủ cũng đồng thời bị hư hại nặng. Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai đồng thời hộc máu, bay ngược ra, suy yếu, ngã xuống đất, lòng còn sợ hãi. "Thật nguy hiểm, nếu không phải Diệp huynh giúp hai người chúng ta tế luyện lại thánh bảo hai người chúng ta cũng sẽ bị cỗ ý chí ma thần này đánh nát mất thôi." Ý chí ma thần gào thét, đứng dậy, quanh thân rách tung tóe, đột nhiên há mồm giống to, một giống chấn vỡ hư không, ma âm hóa hình,
từng đạo đánh nát hư không, âm ba gào thét mênh mông hướng Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai mà oanh kích tới. Diệp Húc đột nhiên xuất hiện tại trước người Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai, đối chiến với trùng kích của ma âm, thân hình lay động, tam thiên thế giới bay ra, hóa thành vu hoang ấn, một ấn đánh ra, hướng ma thần ý chí bất khuất mà chụp xuống. Luân hồi pháp vương, ta muốn làm thịt ngươi. Ma thần ý chí bị Diệp Húc dùng một ấn đánh vỡ lồng ngực, ngực cũng bị phá thành một cái động lớn, thủng từ trước ra sau, nhe răng cười liên tục, hướng Diệp Húc đánh tới, một chưởng mà đánh xuống. Diệp Húc cả hững, mắt lạnh lùng nhìn ý chí của ma thần đánh tới, tâm niệm vừa động, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp gào thét bay đến, cùng ý chí ma thần một chưởng này va chạm. Chết đi! Thân hình của hắn bay lên không, đỉnh đầu từng đạo thanh khí lao ra, hóa thành tam thập tam thiên giới. Các thiên giới này đều tự thành hình, biến hóa thành từng đạo trường ấn, ầm ầm rơi xuống, nghiền nát ý chí của ma thần này. Diệp Húc dùng trưởng phá nát ý chí ma thần, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, lảo đảo rơi xuống đất. Ma thần này xác thực mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí ngay cả tổ binh cùng với vu tổ phân thân đều bị đánh nát. Một kích toàn lực của hắn chưa rơi xuống phía trên tổ binh, liền nghiền nát đạo văn tổ binh, đem cú gia tổ binh chấn cho rạn nứt. Nếu như không phải có cú gia tổ binh ở đây, muốn đối phó với luồng ý chí bất khuất này, lấy thực lực đám người Diệp Húc căn bản không thể làm được. Cho dù là hắn tu thành Thánh Hoàng cũng không thể đối phó được ý chí còn sót lại của ma thần. Ma thần này sinh tiền chắc hẳn là nhân vật đỉnh cao, tuyệt đối là đã tu thành đến trình độ tiếp cận thần vương. Ở bên trong thiên phần, tất nhiên cũng là bậc bá chủ, hùng bá một phương rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, nhân vật bậc này lại bị người khác đánh chết, cái vị luân hồi pháp vương kia giết chết hắn, đến tận cùng là người phương nào đây? Hai người Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai bị thương nặng, đạo môn tan rã. Giờ phút này hai người đã chấn áp thương thế, đều tự lấy ra mấy đầu tiên linh chi mạch muốn khôi phục lại tu vi. Diệp Húc đi tới trước, thấy hai người thương thế cũng không đáng ngại, cũng yên tâm lên tiếng hỏi: Phong huynh, Phó huynh, các ngươi kiến thức rộng rãi, có biết luân hồi pháp vương đến tận cùng là ai không? Ma thần ý chí này xem ba người họ là luân hồi pháp vương, đi lên liền đánh nhiễu loạn kế hoạch của Diệp Húc. Bởi vậy Diệp Húc đoán ma thần này tất nhiên là chết trong tay luân hồi pháp vương, bởi vậy lưu lại một tia ý chí bất khuất. Vô luận nhìn thấy sinh linh gì đều tưởng là luân hồi pháp vương muốn xử lý đối thủ, giải quyết tâm nguyện. Phó Thiên Lai lắc đầu nói: Trong chư thiên thần vương ở cửu thiên thần giới không có ai gọi là luân hồi pháp vương cả. Người này nói vậy hẳn là một vị đại ma thần bên trong thiên phần rồi. Phong Thủy Vân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: Diệp huynh, thiên giới quá lớn, có không ít bí cảnh cực kỳ hung hiểm, cường giả nhiều đếm không xuể, trong đó cũng không thiếu tồn tại mạnh mẽ, có thể so với thần vương. Luân hồi pháp vương hơn phân nữa chính là một người trong số đó rồi. Luân hồi pháp vương, tên người này mang theo hai chữ luân hồi, hay là hắn tu luyện qua công pháp về lục đạo luân hồi đây? Diệp Húc thầm nghĩ. Lục đạo luân hồi ở thời đại viễn cổ, tính chung các đại thế giới, bao quát cả thiên giới, thậm chí đối với bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc có tác dụng không thể đo lường. Bởi vậy hắn nghe được cái tên luân hồi pháp vương liền không khỏi lưu tâm. Ma thần này hẳn là vừa mới chết không quá vài năm, nó không chừng luân hồi pháp vương còn tại bên trong thiên phần. Giờ phút này tổ binh của Cố gia đã tan vỡ, ngay cả Cố gia vu tổ phân thân cũng bị Diệp Húc đánh nát, không còn nửa phần uy hiếp. Diệp Húc thoáng nghỉ ngơi một lát, lập tức tiến lên Di La Thiên Địa Tháp, thi triển Xích Minh Ấn, đem mảnh vỡ tổ binh dung nhập trong bảo tháp. Tổ binh có giá trị cực cao, là bảo vật mà Thánh Hoàng tha thiết mơ ước, cũng không phải là người nào cũng có thể có được. Dị bảo bậc này hoàn toàn có thể dùng chấn áp một môn phái nhỏ hoặc là trọng bảo của thế giới. Thế gia khí vận nay lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá Diệp Húc cũng không có chút đau lòng nào. Tổ binh của Cố gia tuy mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Không có khả năng tiếp tục để thăng, chỉ có bảo vật bản thân luyện chế mới là con đường thích hợp với mình. Tổ binh tàn phiến dung hòa đều dũng mãnh nhập vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp. Bên trong Cố gia tổ binh chất chứa thần liệu, thần kim nhiều không đếm xuể. Chẳng những chất lượng hơn xa so với Diệp Húc cướp đoạt được, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người, ước chừng là nhiều gấp 10 so với Diệp Húc cướp đoạt được. Bất quá Di La Thiên Địa Tháp theo số tầng tăng lên và cần tài liệu cũng tăng cực lớn. Diệp Húc lại đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế thêm 3 tầng, uy năng tòa bảo tháp này lại tăng lên mấy lần, ước chừng tăng lên so với thực lực Diệp Húc còn muốn hơn 7-8 lần. Nếu là đem 17 tầng tòa bảo tháp này toàn bộ luyện thành, thực lực của ta cùng với uy lực Di La Thiên Địa Tháp
cho dù gặp Mang Gia lão tổ, cái lão thánh hoàng kia cũng có thể một kích đem đối phương đánh gục được, tuyệt đối sẽ không cần dùng đến chiêu thứ hai. Cho dù chỉ có 8 tầng, ta này cũng có thể cùng Mang Gia lão tổ chính diện mà chống lại, mà không cần dùng âm mưu quỷ kế rồi. Hơn nữa thực lực bản thân ta, cho dù là Mang Gia lão tổ đẳng cấp thánh hoàng kia, ta cũng có thể ứng phó được. Diệp Húc tự tin bừng bừng, nay hắn chỉ tế luyện 8 tầng đầu tiên của Di La Thiên Địa Tháp, nếu tòa bảo tháp này tăng lên tới 33 tầng, uy lực khủng bố, chỉ sợ là làm cho hắn có thể cùng so chiêu với Vu Tổ chính diện chống lại. 8 tầng đầu phải cần tài liệu đã kinh khủng như vậy, 25 tầng sau cần đến tài liệu chỉ sợ là một con số thiên văn, cũng đủ luyện chế trên dưới 100 kiện tổ binh rồi. Hắn không khỏi có chút đau đầu, lẩm bẩm nói: đây là luyện chế thánh bảo sao? Cố gia tổ binh bị nghiền nát, ngoài thần liệu thần kim ra còn có cố gia tiên tổ phân thân, bên trong chất chứa tinh khí khổng lồ. Những tinh khí này tự nhiên chính là đạo vận hình thái, bất quá bị ma thần ý chí cùng Diệp Húc đánh nát, đều tàn phá đến không chịu nổi. Nhưng trong đó chất chứa năng lượng không ít, cực kỳ tinh thuần. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa những tinh khí này, tu vi tăng lên tuyệt đối so với hấp thu tiên linh chi mạch, thậm chí thái thanh linh mạch còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Phong huynh, phó huynh, lần này hai vị xuất lực thật lớn, tinh khí của Vu Tổ phân thân, hai vị hãy hấp thu luyện hóa, tăng lên tu vi đi. Diệp Húc cười nói: các người tu vi tăng lên, thực lực đại tiến, chúng ta ở trong thiên phần càng thêm như cá gặp nước kìa. Hắn tu luyện đạo không giống với người thường, tinh khí của Vu Tổ phân thân mặc dù không tệ, nhưng Diệp Húc cũng thập phần không để bụng. Bất quá tinh khí bằng bạc này đối với Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai mà nói cũng là thứ vô cùng chân quý, xác thực có thể làm cho tu vi bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên phạm vi lớn. Mọi người cũng không chối từ, liếc nhìn nhau, gật đầu cười nói: ồ, một khi đã như vậy, chúng ta liền ở lại trong tử phủ của ma thần luyện hóa lượng tinh khí này. Đợi khi đem lượng tinh khí này luyện hóa xong, sợ là hai người chúng ta đều là thánh hoàng điền phong cả rồi, cùng Diệp huynh ngươi chênh lệch cũng không lớn như vậy đâu. Hai người bọn họ đều là bậc kỳ tài ngút trời, lại là con của thần vương, tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng ở trước mặt Diệp Húc lại làm cho hai người bọn họ chịu nhiều đả kích. Diệp Húc nguyên bản thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, cho dù xuất toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ, nhưng ở chung đến nay chỉ ngắn ngủi mấy tháng, tu vi Diệp Húc liền đột nhiên tăng mạnh, đem hai người bọn họ bỏ xa phía sau, làm họ đuổi theo không kịp. Nếu như có thể luyện hóa tinh khí của Vu Tổ phân thân, chênh lệch giữa hai người bọn họ cùng Diệp Húc sẽ thu nhỏ lại không ít, không đến mức làm cho bọn họ mất mát như vậy. Hiện tại liền đem thần trí của mình đánh vào tử phủ không gian của vị ma thần này, đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, mi tâm mở ra, lộ ra tử phủ không gian thâm thúy, chỉ thấy thần thức của hắn ồn ồn ra, tương hỗ cấu kết, hóa thành đạo văn, đạo ngân, dung nhập bên trong tử phủ ma thần, cùng cái vị ma thần này hợp lại làm một. Thần thức của hắn mạnh mẽ cực đoan, nhưng tử phủ không gian của ma thần rộng lớn vô cùng, thật sự là lớn đến thần kỳ. Đợi Diệp Húc thần thức trào ra hơn phân nửa, còn chưa đem tử phủ che kín, hắn chỉ có thể tĩnh hạ tâm lai, một bên sinh sôi thần thức, một bên từ từ luyện hóa ma thần. Nếu không thần thức tiêu hao hết, tự thân tu vi thực lực của Diệp Húc cũng sẽ đại giảm. Qua không biết bao lâu, thần thức của hắn rốt cục đem tử phủ không gian ma thần che kín, nơi nơi khắc ấn ký của mình tế luyện một phen. Bước còn lại liền thành phân thân của ta, tọa trấn ma thần tử phủ. Diệp Húc quanh thân từng đạo văn đạo ngân tuôn ra, hóa thành 3000 thế giới. Tam thập tam thiên lập tức càng nhiều đạo văn đạo ngân tuôn ra, hóa thành một gốc ngọc thụ đỉnh thiên lập địa, quán thông thiên giới, dưới thông với u minh. Tiếp theo một mặt rách dưới của lục đạo ân hồi bay ra, đem thiên địa u minh hết thảy bao phủ. Phần thân hóa hình, hắn đột nhiên quát lớn, chỉ thấy trùng trùng thế giới chợt đột nhiên kịch liệt áp xúc, hóa thành một thiếu niên áo lam cao tới 100 vạn trượng, đứng ở trong ma thần tử phủ giống như thiên thần vậy. Phân thân này của Diệp Húc hóa hình mà ra, lập tức cùng thần thức trải rộng trong tử phủ có được cảm ứng, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thao túng ma thần này. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng, nhìn lướt qua thấy Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai còn khổ tu bên trong, lúc này thân hình chợt lóe thoát ra khỏi tử phủ trong không gian của ma thần. Ma thần này còn lại có 2 đầu, đáng tiếc chính là bên trong cũng có ý chí bất khuất của ma thần, đơn giản không thể luyện hóa. Bởi vậy ta tân tân khổ khổ luyện lâu như vậy, chỉ tương đương với đã luyện thành 1/3 thân ngoại hóa thân. Bất quá mặc dù là 1/3 cũng đã đủ dùng rồi. Diệp Húc rời khỏi tử phủ thầm nghĩ, duy nhất không được hoàn mỹ là khí huyết ma thần đã muốn suy kiệt, nếu muốn đem thực lực của hắn toàn bộ phát huy ra ngoài, chỉ bằng rất vào máu của Vu Tổ.
Cũng trong lúc đó, đuổi theo con phá cầu kia, lão phù hôm nay muốn đem con cầu ngu xuẩn kia bầm thay vạn đoạn, vạn vạn đoạn. Con phá cầu này lưng cõng ma thần thi thân chạy loạn huỳnh hoàng bốn phía, làm chúng ta đuổi giết mấy ngày trời còn không đuổi kịp được nó, thậm chí còn bị nó ăn tươi mười mấy người của Lộ gia, Hạ gia, hơn 10 vị thánh hoàng đều táng thân trong miệng của nó. Không giết chết nó có tiêu mối hận trong lòng của ta. Phải giết cầu Lột ra. Lúc bấy giờ Diệp Húc trong lòng vừa động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm gào thét đuổi theo. Trên chiến hạm, cao thủ Lộ gia, Hạ gia đều đang quát mắng, thúc giục vô pháp từ xa hướng Hạ Thiên Khuyển mà đánh tới. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả lão tổ tông hai nhà cũng nội khí trùng thiên, thỉnh thoảng thúc giục tổ binh đánh từ xa. Đáng tiếc là Hạ Thiên Khuyển tốc độ thật sự rất nhanh. Đầu cự thú này sau khi ăn vào thánh hoàng cảnh giới, thân lớn vô cùng, dài đến mấy trăm dặm, tung nhảy liền vào công kích của đám đông ra phía sau, căn bản không thể đánh được tới nó. Con mẹ ngươi, con mẹ các ngươi, mấy con thỏ này là đang tìm chết có phải không? Chọc giận Long đại gia, Long đại gia ăn chết các ngươi. Diệp Húc đột nhiên nghe được Hạo Thiên Khuyển rít gào, không nhịn được cười. Con phá cầu này hiển nhiên là ở cạnh mình lâu năm, cứ nhiên học được ngữ khí của hắn. Mà cao thủ trên hai tàu chiến hạm của hai đại thế gia lại càng thêm phẫn nộ, quát mắng không ngừng bên tai. Khiếu Thiên, dừng lại đi thôi. Diệp Húc cười nói. Hạo Thiên Khuyển nghe vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức dừng bước lại, hướng Diệp Húc với vẫy đuôi, lịnh nọt nói. Chủ công, bọn thỏ này vô duyên vô cớ truy sát ta, ngược lại bị ta ăn thịt. Làm tốt lắm. Diệp Húc cười ha ha, xoay người đối diện nhiều cao thủ Lộ gia, Hạ gia, mỉm cười nói. Chưa về, các ngươi vô duyên vô cớ truy sát cực cầu của ta, không phải rất không cho chủ nhân ta đây mặt mũi hay sao? Hai tàu chiến hạm tiến tới, trong đó một vị thánh hoàng, Điền Phong gầm lên. Đột nhiên từ trên chiến hạm đánh tới, lạnh lùng lên tiếng nói. Giết cầu của ngươi thì thế nào chứ? Hôm nay, lão tử còn muốn giết cả ngươi kìa. Vị Hạ gia thánh hoàng Đình Phong kia vừa mới tiến lên đạo môn, đang muốn thúc giục thánh bảo, bỗng thấy Diệp Húc đột nhiên quanh thân đạo văn, đạo ngân lũ lượt trào ra, điên cuồng rớt vào trong thân thể Hạo Thiên Khuyển, đem Hạo Thiên Khuyển tiến lên. Còn phá cầu này ngang trời, mở cái miệng rộng, một ngụm răng rắc táp tới, nó được pháp lực Diệp Húc chống đỡ, lại được Diệp Húc tiến lên, thực lực tăng vọt, bầu trời thiên phần đương trường bị cắn rớt một khối lớn. Trời cao ở phía trên xuất hiện một cái mồm cổ to đầy răng, nhìn mà kinh tâm động phách. Vị thánh hoàng Điền Phong này ngay cả kêu một tiếng cũng không được, trực tiếp bị Hạo Thiên Khuyển nuốt vào trong bụng, biến mất không thấy nữa. Không chỉ có hắn, ngay cả đạo môn của hắn, thánh bảo của hắn, hết thảy bị Hạo Thiên Khuyển một ngụm ăn sạch. Khốn nạn thật. Trên chiến hạm Hạ gia truyền đến một cỗ rung động khó hiểu, chỉ thấy tổ binh Hạ gia khôi phục đạo vận thiên thành, một đạo vận như long từ giữa không trung phớt qua, rạch lên bầu trời, giống như dùng mực đậm vẽ lên trên vòng trời thật mạnh, hướng Hạo Thiên Khuyển quét tới. Ta muốn ăn luôn đạo vận này. Hạo Thiên Khuyển được pháp lực của Diệp Húc chống đỡ, đầy lòng tin, hô to gọi nhỏ, đánh tới đạo vận này, vậy mà định cùng đạo vận tổ binh cứng đối cứng, cũng muốn ăn đạo vận tổ binh. Diệp Húc chán thoát mồ hôi lạnh, con cẩu này so với hắn còn muốn kiêu ngạo, cư nhiên tính cùng đạo vận tổ binh đánh bừa. Thật sự là kẻ không biết thì không sợ, Hạo Thiên Khuyển tên nhãi này rõ ràng là muốn chết. Bất quá nếu là cẩu của ta, liền không thể để cho nó chết được. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Di La Thiên Địa Tháp bay ra, chui vào trong cơ thể của Hạo Thiên Khuyển. Diệp Húc toàn lực thúc giục vào tháp, chỉ thấy con phá cẩu này giống như ăn xuân dược, ngao ngao kêu to, há mồm giống lớn, một giống đem hư không thiên phần chấn sập một mảng lớn. Di La Thiên Địa Tháp trải qua Diệp Húc luyện chế lại, giờ phút này uy năng cực mạnh, thậm chí nếu so với thực lực bản thân Diệp Húc đã siêu vượt hơn 7-8 lần. Uy lực tiếp cận tổ binh, lực lượng khổng lồ như thế gia trì trên thân phá cẩu, uy lực khủng bố bậc nào. Vỏn vẹn tòa bảo tháp này là có thể đem thực lực Hạo Thiên Khuyển tăng lên tới mức cực đoan khủng bố, hơn nữa còn có tự thân tu vi Diệp Húc. Phá cẩu giờ phút này cảm thấy chính nó quả thực có thể đem cả thiên giới nuốt vào. Chỉ thấy phá cẩu này một ngụm nuốt cái đạo vận kia vào, tinh thần phấn chấn, ngao ngao thẳng hướng hai tàu chiến hạm đánh tới kêu lên. Lão hổ ta không phát huy, ngươi cho ta là bệnh cẩu sao? Các ngươi không phải đuổi giết Long đại gia thoải mái lắm hay sao? Long đại gia muốn đem bọn ngươi hết thể ăn luôn. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, trên hai chiến hạm này chẳng những có lão tổ tông của Hạ gia cùng với Lộ gia tọa chấn, còn có hai đại tổ binh chấn áp. Con phá cẩu này lòng tin thật sự là bạo tăng đến mức ngu ngốc, chắc hẳn não trong đầu nó đã biến thành một cái đống đậu lớn nhỏ, làm sao không thể phán đoán tình hình như thế. Tà này luyện 8 tầng bảo tháp, không biết cùng Hạ gia lão tổ cùng Lộ gia lão tổ có thực lực sai biệt bao nhiêu đây.
Diệp Húc ánh mắt lóe lên, cũng không có mạnh mẽ thu hồi Hạo Thiên Khuyển, mà là pháp lực tuôn ra, điên cuồng rót vào bên trong cơ thể Hạo Thiên Khuyển, đem con cẩu này dùng phương thức vu bảo mà tế lên, dung túng con phá cẩu hướng hai tàu chiến hạm đánh tới. Con phá cẩu này không chết được, phá cẩu ít nhiều cũng thụ vài vết thương nhỏ, mà ta cũng có thể mượn nhìn một cái uy năng của Di La Thiên Địa Tháp kia. Phá cẩu ngao ngao kêu to, mở miệng rộng hướng hai tàu chiến hạm áp tới. Trên chiến hạm Hạ Gia lộ ra chứa nhiều cao thủ, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vòm trời một mảnh hắc ám, giống như một cái hắc động thật lớn. Một đầu lưỡi đầy gai từ trong hắc động vù vù cuốn ra, rộng chừng hơn 10 dặm, dài đến 100 dặm, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đào qua là có thể quét vỡ bọn hắn hết thảy. Chúng nhân sắc mặt thảm đạm, bọn họ nguyên lai đuổi giết con phá cẩu này, đánh Hạo Thiên Quyền đầy mình thương tích, cùng cực chạy trối chết, không nghĩ tới Diệp Phúc vừa mới xuất hiện, lợi dụng pháp lực tự thân đem Hạo Thiên Quyền tế luyện đến loại trình độ này. Hạo Thiên Khuyển có thể nói là vu báo có sự sống, không giống với bình thường, hơn nữa cũng có thể tự mình tu luyện vu báo. Sau này xem ra ta phải bồi dưỡng nó nhiều hơn rồi. Diệp Phúc cũng nhìn đến cảnh tượng bậc này, âm thầm gật đầu, trong lòng tính toán nói: nuôi một con phá cẩu so với luyện chế Di La Thiên Địa Tháp loại bảo vật này dùng ít sức hơn. Dù sao Di La Thiên Địa Tháp phải cần tiêu hao rất nhiều tài liệu, mà phá cẩu lại biết tự đi kiếm ăn. Tiểu bối khá lắm, cư nhiên dám thả chó hành hung, chết đi cho ta. Trong một chiếc chiến hạm đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, tiếp theo trên hai chiến hạm tổ binh đều sống lại, trăm ngàn đạo vận lưu chuyển ầm ầm hướng cái mồm to Hạo Thiên Khuyển đánh tới. Ra một tiếng, Hạo Thiên Khuyển run rẩy kịch liệt, miệng đầy răng thép không biết gãy bao nhiêu cái, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quẫy đuôi hốt hoảng chạy thoát trở về, chỉ nghe xẹt xẹt không ngừng bên tai. Phía sau thân phá cẩu đạo vận lớp lớp, vạn thiên khí tượng đều quét tới phá cẩu. Cùng lúc đó, Diệp Phúc chỉ cảm thấy khí huyết chấn động, thân hình cơ hồ bị chấn động giãn nứt, trong lòng lẫm nhiên. Vừa rồi một kích kia nhìn như là Hạo Thiên Khuyển cùng Hạ Gia lão tổ, Lộ Gia lão tổ giao phong, trên thực tế cũng là hắn cùng với hai vị lão thánh hoàng gián tiếp ngại kháng một cái. Di La Thiên Địa Tháp quả nhiên cường hãn, mặc dù chỉ là thánh bảo bán thành phẩm, nhưng có thể chống lại tổ binh, không uổng công ta tân tân khổ khổ luyện chế lâu như vậy. Diệp Phúc thầm nghĩ. Giữa không trung, lớp lớp đạo vận rơi xuống, đánh cho Hạo Thiên Khuyển ra chóc thịt bong, lại không thể làm tổn thương nó tới căn bản. Có Diệp Phúc Di La Thiên Địa Tháp thủ hộ gia trì, thân thể phá cẩu này tới trình độ mạnh mẽ, cơ hồ đạt tới trình độ tiếp cận tổ binh, mặc dù là đạo cùng lý ngưng tụ mà thành đạo vận, cũng vô pháp đánh nó trọng thương. Hạo Thiên Khuyển hình thể càng ngày càng nhỏ, nhanh chóng chạy về bên người Diệp Phúc, hóa thành một con hắc cẩu cao hơn người, tránh ở phía sau Diệp Phúc, hướng đạo vận vô thiên cái địa áp chế điên cuồng sủa không dứt. Diệp Phúc thu hồi Di La Thiên Địa Tháp, chấn áp nhục thân, chỉ thấy trong đó một đạo vận tổ binh hóa thành một cái lưới lớn, hướng hắn và Hạo Thiên Khuyển đồng thời phủ xuống, mà một đạo vận tổ binh khác tức thì hóa thành một cái đại thủ chụp vào ma thần thi thân. Hạ huynh, người tới chấn áp tiểu tử này, lão phu đến cướp ma thần thi thân, đến lúc đó hai nhà chúng ta chia đều. Trên chiến hạm Lộ Ra truyền tới một thanh âm giả nua nói. Diệp Phúc đứng thẳng bất động, đạo vận hình lưới quét xuống, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn trào ra thái cực mông ế thiên, hóa thành hắc bạch song ngư tương hỗ nhiễu động lưu chuyển, ngàn vạn đại lục đại dương di động hiện tại trên lưng song ngư, cứng rắn chống lại tổ binh đạo vận. Cái tổ binh đạo vận này bị khí thế của hắn xông lên, căn bản không thể nào rơi xuống. Bất quá Diệp Phúc bị Hạ Gia lão tổ tế lên tổ binh chấn áp, đồng dạng cũng vô pháp cựa quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ của lão Lộ Gia lão tổ hạ xuống, đem ma thần thi thân nhấc lên. Lộ Gia lão tổ phập phồng tu vi, mạnh mẽ chụp tới ma thần thi thân dừng ở bên cạnh hai tàu chiến hạm, cẩn thận xem xét một phen, chỉ thấy ma thần thi thân này quanh thân trải rộng đạo vận thô to, hồn nhiên thiên thành, không khỏi cất tiếng cười to. Quả nhiên là ma thần chi khu, trong thiên tài địa bảo sinh ra thần binh thân thể bậc này, đừng nói luyện chế tổ binh, chỉ sợ thần binh là cũng có thể. Hạ Gia lão tổ cũng không khỏi mừng rỡ, chỉ cảm thấy bản thân ẩn ẩn xu thế chấn áp không nổi Diệp Phúc, vội vàng quát lên: Lộ huynh, trước đừng có ngừng tay, lập tức chu diệt tiểu tử này, chúng ta lại đến thương nghị ai sở hữu ma thần thi thân. Sao, chu diệt ta sao? Các ngươi đoạt thân ngoại hóa thân của ta, còn dám truy sát ta sao? Diệp Phúc nhìn không được cất tiếng cười to, dài giọng nói: Hãy để cho ta tới đưa các ngươi Lộ Hạ hai nhà hết thảy quy thiên đi thôi. Thân ngoại hóa thân sao? Lộ Gia lão tổ cùng Hạ Gia lão tổ đại não mông lung, vội vàng hướng ma thần thi thân nhìn lại, chỉ thấy trong đầu ba đầu ma thần, một cái đầu đột nhiên mở hai mắt ra, hắc quang vô cùng từ trong mắt trào ra,
chỉ một thoáng thiên địa một mảnh hắc ám. Không xong, trúng kế rồi. Lui. Ra một tiếng, ma thần giơ tay lên trưởng, một trưởng rơi xuống, chưa đến gần chiến hạm, hai tàu chiến hạm liền cạnh tan rã. Đạo văn đạo ngân hỏng mất, cao thủ trên chiến hạm hai nhà, một đám bị chấn nát, tan xương nát thịt, bị chết không thể chết lại. Lộ ra lão tổ kinh sợ, dị thường, vội vàng thúc giục đạo môn tế lên tổ binh, nghiêm nghị quát lớn. Hạ lão quý, liên thủ, lập tức liên thủ, nếu không chúng ta đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Hai kiện tổ binh bay lên trời, trăm ngàn đạo vận chảy xuôi, tản mát ra thiên địa, đại đạo độc hữu rung động, hướng ma thần đại thủ mới nghênh đón. Chỉ thấy đại thủ ma thần đánh xuống, hai kiện tổ binh này nhất thời lọt vào trong công kích vô cùng mãnh liệt, phát ra tiếng vang răng rắc, lập tức quanh một tiếng nổ tung. Đạo môn của hai người dập nát, lập tức thân thể tan rã, tan thành mây khói. Mạnh như vậy sao? Diệp Phúc không khỏi ngẩn ngơ, cười ha hả. Có thân ngoại hóa thân này, cho dù là vu tổ, ta cũng có thể đấu một trận được rồi. Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy một trận suy yếu, thúc giục ma thần thân ngoại hóa thân phải cần pháp lực rất lớn, vượt qua dự tính của hắn. Hắn tế lên ma thần này, chỉ làm có một động tác là nâng tay lên đánh xuống, nhưng chỉ là một động tác này liền hút sạch pháp lực của hắn, một chút cũng không còn. Pháp lực của ta nguyên bản liền có vẻ có chút không đủ dùng, nhiều thêm một ma thần thân ngoại hóa thân vậy càng không đủ dùng rồi. Chi bằng mau chóng tăng tu vi lên, đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Đỉnh đầu của Diệp Húc ngọc lâu treo cao, trong lâu tiên linh chi khí không ngừng trào ra bổ khuyết tu vi trống rỗng của hắn. Thoáng khôi phục một chút, lập tức thu lại ma thần thân ngoại hóa thân, bay tiến lên đem chiến trường tan hoang quét dọn qua một lần, thu hồi hết thảy hai kiện tổ binh tàn phiến. Lại có hai kiện tổ binh thế tay, lần này có thể đem Di La Thiên Địa Tháp tăng lên tên tới dưới 10 tầng rồi. Diệp Phúc trong lòng ngực đập thình thịch, khoản tài phú to lớn này làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, giết người cướp của là phát tài nhanh nhất, khó trách ứng sư huynh bọn họ tiến vào thiên giới liền cướp bóc khắp nơi, liền cướp hơn 80 thành. Hạo Thiên Khuyển ở một bên bội phục không thôi thầm nghĩ. Ta chỉ ăn có vài tên thánh hoàng thọ mà chủ công lại đem hai thuyền người toàn thọ hết thảy mà đánh chết đi. Nguyên lai chủ công là đại hành gia, giết người cướp thọ, à quên, cướp của. Đáng tiếc, bọn người kia đều là bị chủ công đánh chết cả, đánh nát hết rồi, ăn không được nữa. Bất quá nói trở lại, vừa rồi đại ma thần kia mãnh liệt, ăn khẳng định là rất ngon. Con mắt của nó quay tròn, loạn chuyển, hiển nhiên là động chú ý tới ma thần nhục thân kia. Diệp Húc không có lưu ý đến tính toán nhỏ nhặt trong lòng con pháo cầu, đứng trên lưng của Hạo Thiên Khuyển, thúc giục pháo cầu đi vào sâu bên trong thiên phần, lẩm bẩm nói. Vô luận là ma thần nhục thân hay là Di La Thiên Địa Tháp cũng chỉ là ngoại vật tăng thực lực thôi, chỉ có tự thân tu vi mới là căn bản. Bên trong thiên phần hung hiểm vô cùng, khẳng định còn có chứa nhiều linh mạch chưa bị người phát hiện. Nếu là có thể tìm được linh mạch cấp bậc tam thanh, tam thập tam thiên giới của ta là có thể nhanh chóng nâng lên toàn bộ rồi. Từ một khắc khi Diệp Húc bước vào thiên phần, nơi đến chính là vùng ngoài của thiên phần. Những chỗ này sớm đã bị những kẻ thám hiểm trước đây vơ vét hết, dù là địa mạch trong lòng đất, ánh trăng mặt trời đều bị người lật ra một lần, khó có thể tìm được thứ gì hữu dụng. Ngay cả yêu ma sinh sống trong thiên phần cũng bị đám người đó ép cho phải đi tha hương nơi xa xôi, không thể sinh tồn ở nơi cằn cỗi này. Chỉ ở chỗ sâu trong thiên phần, nơi ở của những ma đầu, ma vương, thậm chí là ma thần mạnh mẽ mới là bảo địa chân chính, có thể nói chính là thiên giới chưa được khai phá. Cửu thiên ngày nay đúng là một mảnh vỡ của thiên giới viễn cổ lớn nhất mà Nguyên Thủy Thiên Vương đã chuyển ra từ trong thiên phần. Nhưng trải qua nhiều năm khai phá như vậy, tài phú trong thiên giới tuy nhiều nhưng đều tập trung vào tay đám cự đầu. Từ đó có thể thấy những nơi khác trong thiên phần của cải sẽ kinh người đến cỡ nào. Càng nhiều của cải thì càng nhiều nguy hiểm. Diệp Phúc đứng chân lưng Hạo Thiên Khuyển phi thẳng vào sâu trong thiên phần thầm nghĩ. Nơi trọng yếu nhất thiên phần chắc chắn cường giả vô số, ta không thể đến đó được. Nhưng của cải ở những nơi khác hẳn là không ít. Hạo Thiên Khuyển chạy nhanh như bay mấy ngày mấy đêm này. Diệp Húc nhân cơ hội dung nhập mảnh vỡ tổ binh của hai nhà Lộ Hạ đưa vào trong Di La Thiên Địa Tháp, đúng là không ngoài dự liệu của hắn. Di La Thiên Địa Tháp chỉ tăng lên tới tầng thứ 10, thần kim thần liệu trong hai món tổ binh kia chỉ vừa đủ cho hắn tăng bảo tháp lên một tầng, gấp số tài liệu trước đây mấy lần. Nhưng nguyên năng của bảo tháp này cũng bởi vậy mà càng ngày càng mạnh, so với bản thân Diệp Húc còn mạnh hơn mười mấy lần. Dọc theo đường đi, hắn gặp nhiều cự thú viễn cổ hơn, không còn hoang vắng như trước nữa. Những cự thú này thì đủ mọi thể loại, rất là hùng mạnh, sinh sôi nảy nở từ thời viễn cổ đến nay. Trải qua tiên đỉnh viễn cổ, khi chư tiên viễn cổ mất đi, chúng nó vẫn sống sót được trong tràng hạo kiếp đó.
nhưng thực lực của chúng cũng không cao, mạnh nhất thì có trình độ của vua hoàng. Ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng không hứng thú với mấy con thỏ vừa đủ nhát miệng này, chỉ phát ra hung uy đuổi chúng đi chứ không hề há mồm đớp hết. Diệp Húc thầm nghĩ, nơi này có cự thú sinh sống, chắc chắn có bảo vật, thậm chí số lượng linh mạch cũng không ít. Lên! Hắn đột nhiên giơ tay chụp xuống một ngọn núi hùng vĩ ở bên dưới. Một tiếng ầm vang lên, một tiên linh mạch bị pháp lực của Diệp Húc lôi ra. Tiên linh mạch này khác với những linh mạch mà Diệp Húc từng thấy trước đây. Tiên linh mạch này vốn màu trắng ngà, mà cành tiên linh mạch này lại đặc ma khí, toàn thân đen thùi, trông như một con hắc long. Linh khí bên trong linh mạch cũng chưa hề tinh thuần, mà đủ loại ý niệm tiêu cực ở bên trong dung chuyển không ngớt. Ai oán phẫn nộ, nỗi buồn ly biệt, giết chóc âm hiểm, oán hận, chán ghét, ghen tị, tuyệt vọng, gần như bao gồm hết các mặt tối của tâm lý người. Đây chính là điểm khủng bố của thiên phần, bởi vì nơi đây mai táng thế giới viễn cổ. Những cổ tiên thiên nhân ngũ suy táng thân trong đây, kết thúc sinh mệnh bất tô bất diệt, đạo tâm tan biến, đủ loại mặt xấu trong nội tâm bùng phát, để lại nguyên rủa không thể xóa đi trong miệng thổ địa này. Tất cả sinh linh vừa ra đời đều mang theo cảm xúc tiêu cực xấu xa của bọn họ, hóa thành ma đầu. Dù là thần kim thần liệu trong thiên phần, thậm chí cả linh mạch cũng bị ma hóa. Nếu cường giả thiên giới tùy tiện hấp thu linh mạch nơi đây, sẽ bị những cảm xúc tiêu cực bên trong đồng hóa, phá hỏng tâm trí, dần dần hóa thành ác ma, đánh mất thần trí, cực kỳ hung hiểm. Ngay cả thần kim thần liệu nơi đây, nếu dùng để luyện chế vũ bảo cũng sẽ bị ma hóa. Thời gian dài tế luyện dùng loại vũ bảo này, bản thân cũng bị xâm nhiễm. Diệp Húc lướt qua tiên linh mạch này một cái, lập tức bỏ vào miệng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực trong tiên linh mạch này lập tức bùng phát, vô số âm thanh ồn ào nườm nượp kéo đến, chui vào đầu óc của hắn, nhiễu loạn thần trí của hắn. Thanh minh ấn. Diệp Húc thi triển một ấn ra, lập tức thanh lọc những cảm xúc xấu đấy. Năng lượng tinh thuần trong linh mạch chảy đến toàn thân, làm cho tu vi của hắn khôi phục một ít. Tác dụng của tiên linh mạch với tu vi của ta là quá nhỏ, nếu chỉ dựa vào tiên linh mạch để bổ sung tu vi thì trăm ngàn cái cũng chẳng đủ. Diệp Húc kinh ngạc ô lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy tiên linh mạch mà hắn vừa luyện hóa xong kia mơ hồ bao hàm một loại tin tức cổ quái, thì không khỏi nao nao. Thông tin này đầy thô bạo âm mưu, nhưng cũng không phải là nguyên rủa của chư thiên viễn cổ đã vẫn lạc kia, giống như là tri thức đạo lý tự nhiên của trời đất này vậy. Diệp Húc nhắm mắt lại, nắm lấy những thông tin bé nhỏ không đáng kể kia, cẩn thận suy xét lĩnh hội. Thân hình của hắn đột nhiên rung lên, hắn mở to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin và mừng rỡ như điên. Địa ngục, những thông tin này là thiên địa đạo lý ẩn chứa trong địa ngục viễn cổ. Những tin tức này quá bé nhỏ, gần như không thể tính, nhưng thiên địa đại đạo chất chứa bên trong lại không giống với tam thập tam thiên, cũng khác với 3000 thế giới, mà là một loại đạo hoàn toàn mới. Đó là đạo của địa ngục viễn cổ, so với thập phương u minh thế giới trong 3000 thế giới kia là càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm phong phú. Chẳng lẽ khối thiên phần dưới chân ta đây là một mảnh của địa ngục viễn cổ hay sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Húc, thiên phần thực sự không phải là một chỉnh thể, mà là một không gian rộng lớn không thể tưởng tượng, do vô số mảnh vỡ nhỏ tạo thành. Cho dù có đặt chung cửu thiên, thần giới và 3000 thế giới vào một chỗ, thì cũng không bằng 1% của thiên phần. Hắn đi vào thiên phần, du lịch hơn 10 lần, hàng tỷ dặm, nhưng vẫn không đi hết được mảnh vỡ thế giới viễn cổ dưới chân này, thậm chí còn chưa đi được đến 1%. Nếu ta có thể suy diễn ra 18 tầng địa ngục hoàn chính là không cần dựa vào loại ngụy địa ngục và thập phương u minh ma thổ này nữa rồi. Như vậy đủ để bản vương khai thiên kinh của ta cất chứa thiên địa nhân tam giới hoàn toàn hoàn thiện. Diệp Húc tinh thần chấn động, quét mắt về chỗ sâu trong thiên phần thầm nghĩ. Linh mạch sinh ra từ mảnh vỡ địa ngục viễn cổ có chứa đạo lý của địa ngục viễn cổ, nhưng lượng tin chứa trong tiên linh mạch quá bé nhỏ, căn bản không thể suy tính ra được đạo lý địa ngục đầy đủ. Chỉ có thái thanh linh mạch mới có thể suy diễn ra được 18 tầng địa ngục. Tiên linh mạch vốn chưa hình thành đạo văn đạo ngân, lượng tin tức bao hàm bên trong cực nhỏ. Chỉ có thái thanh linh mạch, thượng thanh linh mạch và ngọc thanh linh mạch, những linh mạch bậc cao này mới ẩn chứa đạo lý phong phú. Trong lòng Diệp Húc là một mảng nhiệt huyết, hắn tăng tốc độ chạy tới phía trước, dọc đường đi rút ra những mảnh tiên linh mạch hẹp dài, không ngừng dung nhập vào thân thể, khôi phục lại tu vi. Tiên linh mạch tuy không có mấy tác dụng với hắn, nhưng ít còn hơn là không, chỉ cần số lượng nhiều là đủ để cho hắn khôi phục tu vi thực lực. Ở trong thiên phần, những linh mạch cấp cao như thái thanh linh mạch chắc chắn sẽ có cự thú cực mạnh hoặc ma đầu bảo vệ. Không khôi phục tu vi thì khó mà cướp được chúng. Mật độ cự thú trong thiên phần càng ngày càng cao, Diệp Húc dọc đường đi gặp không biết bao nhiêu cự thú mạnh mẽ hoành hành khắp nơi, tranh đoạt tài nguyên, chém giết lẫn nhau,
đánh cho đất rung núi chuyển. Nơi này đúng là thế giới của thời man hoang, chiến loạn không dứt. Cũng may những cự thú này thực lực không hề cao, phẩm chất cũng không cao. Nơi nào Hạo Thiên Khuyển đi qua, hơi thở bá chủ lan ra đến đấy, khiến cho đám cự thú này tự động lui ra, không dám tiến đến. Diệp Phúc cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái. Con pháo cẩu Hạo Thiên Khuyển dương dương đắc ý, giống như hoàng giả đi đến hậu hoa viên vậy, nó thầm nghĩ. Lúc trước Đại Tôn Vương đi đến đâu đều bị đuổi giết, mở miệng là gọi là phá cẩu này, phá cẩu kia. Không ngờ Đại Tôn Vương cũng có ngày mở mày mở mắt như thế này đây. Ồ, hơi thở thật mạnh. Diệp Phúc chợt dùng mình, cảm giác được phía trước ma khí tận trời, hiển nhiên là có một con cự thú ở đấy. Dựa theo hơi thở này, hắn có thể suy tính ra được thực lực của con cự thú. Sợ là không hề yếu hơn thời kỳ toàn thịnh của mình. Nó giống như một lão thánh hoàng, nhưng khí huyết lại thịnh vượng hơn lão thánh hoàng trăm ngàn lần, là một con cự thú đã gần với vu tổ. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy dãy núi phía trước đông ngã tây nghiêng, chắc là con cự thú này thực lực quá mạnh, phát ra hơi thở khiến cho đám núi đó nghiêng hết ra ngoài. Đây chính là Thái Thanh Linh Mạch mà không chỉ có một. Diệp Húc ngưng mắt nhìn tới dãy núi kia, nhãn lực xuyên thấu sân cốc trong quần sơn, chỉ thấy dưới đất có một hang động rộng lớn ngàn dặm, trong động là một con ma long chiếm cứ. Ở trong hang nay còn có bốn đầu Thái Thanh Linh Mạch đang rung chuyển không ngớt, bị con ma long kia dùng cấm chế phong ấn. Toàn thân con ma long này quấn đầy đạo văn đạo ngân, như là con vật hung mãnh được tạo ra từ đạo văn đạo ngân. Toàn thân nó tràn ngập sức mạnh sung mãn, vừa nhìn là biết không dễ đụng. Tu vi thực lực của nó còn mạnh hơn của Hạo Thiên Khuyển rất nhiều. Cảnh giới của Hạo Thiên Khuyển chỉ tương đương với Thái Hoàng trung kỳ, chưa tu luyện tới mức dùng đạo văn đạo ngân đúc luyện thân thể, mà con ma long đã làm xong bước này. Cự thú viễn cổ có hình thể vô cùng khổng lồ, tiên thiên đã mạnh mẽ hơn nhân loại, yêu tộc, ma tộc không biết bao nhiêu lần. Khí lực to như vậy, toàn bộ dùng đạo văn đạo ngân rèn luyện, có thể nghĩ thân thể của nó kiên cố như thế nào. Diệp Phúc chớp mắt, đột nhiên cười nói: "Khiếu Thiên này, dưới sân cốc kia có một con ma long viễn cổ có thể so với Thánh Hoàng đỉnh phong, ngươi xuống khiêu chiến với nó đi." "Ma long viễn cổ sao?" Hạ Thiên Khuyển lập tức dựng thẳng lỗ tai, nước dãi chảy ào ào. Nó vui mừng khôn xiết, lập tức phi thẳng đến sân cốc kia. Ma long viễn cổ Thánh Hoàng kỳ đỉnh phong, mùi vị chắc chắn rất độc đáo, dinh dưỡng lại phong phú. "Chủ công, ngài nhớ thay tiểu nhân áp trận nha." "Yên tâm, ngươi là đệ nhất đại tôn vương của ta, ta há có thể nhìn ngươi toi mạng được." Diệp Húc cười ha ha đáp. Hạo Thiên Khuyển lại càng thêm can đảm, bốn chân ầm ầm đạp xuống, cúi đầu há miệng giống to, giống xuyên qua mặt đất để lộ ra hang động rộng lớn ở bên dưới kia. "Ê, thằng cháu dưới kia, mau mau ra đây nhận chết nào." Con pháo cẩu kiêu ngạo mà gầm. Con ma long viễn cổ kia nổi giận, há mồm gầm lên một tiếng dài rồi lao ra khỏi huyệt động. Khí thế của nó ngút trời, khiến cho quần sơn kia sụp xuống. Thân hình con ma long này cao lớn như núi, chiếm cứ giữa không trung, cao hơn Hạo Thiên Khuyển rất nhiều. Từ trên cao nhìn về phía con phá cầu này: "Một con Hạo Thiên Khuyển sao?" Con ma long kia từ giận thành vui, khóe miệng chảy nước dãi, cười to mà nói: "Hạo Thiên Khuyển có được huyết thống của thần ma viễn cổ, cực kỳ là hiếm có, gần như đã tuyệt chủng rồi. Trời thương ta, đưa mi đến đây cho ta. Nuốt mi rồi, ta có thể tăng lên huyết thống của mình, trở thành vu tổ." Nó vừa mới mở miệng đã khiến quần sơn đầm ầm nổ tung, có thể nói là cực kỳ kinh người. Hạo Thiên Khuyển hoảng sợ nhìn lên ma long lẩm bẩm: "Ôi ôi, tên hàng này to lớn như thế, ăn bao lâu mới hết được đây?" Cùng lúc đó, Diệp Phúc thi triển hư vô ấn, dung nhập vào hư không, lặng lẽ không phát ra hơi thở, lẻn vào hang của ma long, thầm nghĩ: "Ngọc không mài thì không đẹp. Khiếu Thiên à, không phải chủ công cố ý hại ngươi, mà là chủ công suy nghĩ cho ngươi thôi. Ngươi thân là đệ nhất đại tôn vương di chứng của ta, phải tạo hình một phen thì mới thành châu báu được. Tóm lại là ngươi cứ chống đỡ trước đi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.